Vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, tỷ phú Patrick McGovern, người sáng lập tập đoàn IDG đã qua đời hưởng thọ 76 tuổi. Thông tin chính thức từ tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG cho biết, nhà sáng lập và chủ tịch của tập đoàn, ông Patrick McGovern đã qua đời ở tuổi 76 vào ngày 19 tháng 3. Năm 1964, ông Patrick McGovern thành lập IDG với số vốn ban đầu là 5.000 đô la Mỹ và 12 năm sau, ông sáng lập quỹ đầu tư công nghệ IDG Technology Ventures. Từ hai bàn tay trắng, năm 1982, ông lọt vào danh sách những người giàu có nhất nước Mỹ và đến tháng 3 năm nay, ông giữ vị trí thứ 244 trong danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản trị giá 5,7 tỷ đô la Mỹ. Hơn 50 năm gắn bó với IDG, ông Patrick McGovern đã dẫn dắt IDG trở thành một trong những tập đoàn lớn của thế giới. Đặc biệt trong ngành truyền thông công nghệ, IDG có 200 tạp chí, 460 website, những tạp chí nổi tiếng nhất của tập đoàn này là IDG, PC World với gần 40 triệu độc giả. Ngoài hoạt động, kinh doanh và đầu tư, ông Patrick McGovern đã cùng vợ tặng 350 triệu đô la thành lập Viện Nghiên cứu Não tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Ông Patrick McGovern rất quan tâm đến lĩnh vực IT tại Việt Nam và đã từng được nhận kỷ niệm chương từ Chính phủ Việt Nam, ghi nhận về những đóng góp của ông cho ngành này của Việt Nam. Đặc biệt, cách đây 5 năm, ông Patrick McGovern đã từng xuất hiện trong chương trình nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên kênh truyền hình FBNC với nhà báo Trần Ngọc Châu, chia sẻ về kinh nghiệm quản lý cũng như quá trình hình thành IDG Ventures Việt Nam.